Trong 7 tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ tăng trên cả 3 tiêu chí. Để giảm thiểu số vụ tai nạn xảy ra từ nay cho đến cuối năm, các ngành chức năng trong thành phố đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Một buổi tuần tra kiểm soát kết hợp tuyên truyền về các quy định đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện vận chuyển hành khách trên các tuyến quốc lộ. Tại đây, cảnh sát giao thông đã kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn kỹ thuật và tải trọng số khách, số ghế trên từng xe. Xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ, trong đó tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, như là lỗi nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai quy định, đi không đúng phần đường, làn đường. Thì đặc biệt là trong cái điều kiện mưa bão, thì đội cảnh sát giao thông số 2 đã tăng cường kiểm tra về thiết bị an toàn kỹ thuật đối với các loại phương tiện xe ô tô. Qua đó cũng tuyên truyền cho chủ xe và lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, các tổ tuần tra của cảnh sát giao thông thành phố cũng thường xuyên có mặt trên đường để kiểm tra xử lý các trường hợp điều khiển xe vi phạm, nhắc nhở, hướng dẫn người tham gia giao thông từ các nơi khác đến Cần Thơ. Để thực hiện cái hiệu quả trong cái công tác tuần tra kiểm soát nhằm cái mục tiêu là kéo giảm cái tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm, thì phòng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng đã tham mưu cho đảng ủy, ban giám đốc công an thành phố tập trung một số cái nội dung. Thứ nhất là tiếp tục là chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố thực hiện nghiêm túc cái kế hoạch số 300, trong đó là tập trung các cái xử lý các cái hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Cùng với sự ra quân quyết liệt của các ngành chức năng thành phố, cảnh sát giao thông các quận huyện cũng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó tập trung vào các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như có nồng độ cồn, chở dư người, quá tốc độ, lạng lách, đánh võng. Tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm, các cái tuyến đường mà thường xuyên có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt là lực lượng tuần tra kiểm soát là tăng cường xử lý nghiêm các cái trường hợp mà xe tải, xe ô tô là phải đầy đủ cái giấy chứng nhận kiểm định về môi trường, cũng như là các cái là phương tiện là phải có đầy đủ giấy phép, rồi giấy chứng nhận đăng ký, rồi các cái trang thiết bị mới bố trí đầy đủ. Em chở khách trên tuyến đường quốc lộ 91B thì có nhờ sự hỗ trợ của các anh cảnh sát giao thông điều tiết xe hay là hoặc tuần tra này kia làm đường xá xe nó thông thoáng hơn xíu. Với lại anh em chạy nó cũng thoải mái, không có chạy đủ số ghế quy định theo quy định, đủ khách lượng khách này kia, xe cũng chạy chấp hành theo giao thông. Tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi an toàn cho việc đi lại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần cùng thành phố kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông từ nay đến cuối năm 2024 này.